Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Vạn Tường, huyện Bình Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học Phổ thông Vạn Tường đã lớn mạnh về mọi mặt. Năm học 2022-2023, trường có 1.484 học sinh của 38 lớp, gồm 32 lớp trung học phổ thông và 6 lớp trung học cơ sở. Đội ngũ giáo viên của trường tăng về số lượng và chất lượng. Từ buổi ban đầu chỉ có 13 thầy cô giáo và nhân viên, đến nay trường có 100 giáo viên và nhân viên. 100% cán bộ giáo viên đạt và trên chuẩn. Hơn 46% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trường hiện có 18 giáo viên là thạc sĩ và 6 giáo viên đang học cao học. Đội ngũ giáo viên luôn nhiệt huyết, tận tâm vì học sinh. Cơ sở vật chất của trường khá khang trang, gồm 33 phòng học, có đủ các phòng thực hành máy tính, lý, hóa, sinh, giờ học tương tác, khu nhà hiệu bộ, nhà thi đấu đa năng. 40 năm về sự nghiệp trồng người, Trường Trung học Phổ thông Vạn Tường đạt được những kết quả đầy ấn tượng. Có hơn 11.300 học sinh lớp 12 các khóa đã tốt nghiệp ra trường. Tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh luôn ở mức cao so với các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trong toàn tỉnh. Nhiều học sinh đạt giải trong cuộc thi tài năng cấp huyện, cấp tỉnh. Hàng năm, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông luôn chiếm 98%, cao hơn tỷ lệ chung của toàn tỉnh. 40 năm thành lập và phát triển, Trường Trung học Phổ thông Vạn Tường có một truyền thống đầy đặn để tự hào. Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Thái đã trao bằng công nhận Trường Trung học Phổ thông Vạn Tường đạt chuẩn quốc gia cho tập thể giáo viên và học sinh toàn trường. Đây là động lực để Trường Trung học Phổ thông Vạn Tường, huyện Bình Sơn tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện theo xu thế giáo dục mới.